theo của Trường Thịnh. Ngày hôm nay một buổi chiều, một buổi chiều của những ngày tháng cuối cùng lịch âm năm 2023, một trải nghiệm đầy thú vị. Xin mời các bác cùng với em về quê để trải nghiệm cuộc sống ở quê và ăn Tết với gia đình, ăn Tết sớm với gia đình ở miền quê này. Mổ gà, mổ vịt và mổ lợn với các bác ở quê để ăn Tết sớm các bác ạ. Xin mời các bác theo chân em về quê để trải nghiệm ở quê các bác nhé. Em đang tranh thủ đi lên trên đồi đi cùng một người bạn. Từ từ để xem nào, xem là nó đã chín chưa, bởi vì quả cọ này phải chín. Nếu như mà nó cũng tùy theo cây các bác ạ, không phải cây nào ăn cũng ngon đâu. Phải có cây cọ mỡ đúng không? Cọ mỡ, cọ nếp và cọ đây các bác này đó, và phải là những cái cây mà gần như là không chặt lá thì cây thì quả càng ngon. Ui dồi, cảo lắm các bác ạ. Ui dồi, đây gì? Đây này. Các bác ơi. Ui, thế này thì liệu có trèo được để mà hái không? Cảo quá. Hả? Ừ, từ từ để xem nào. Ui đây nữa này. Cái cây này cũng xài lắm. Nhưng mà hai cây cây nào nó cũng cao này. Bây giờ áng khoảng xem nó tầm nào. Liệu có hái được mà ăn không? Thử bây giờ kiếm cái gì ném cho nó rụng một vài quả đi. Đúng rồi, ném cho nó rụng một vài quả xuống xem nó đã già chín chưa. Rồi từ từ để ném thử nhá. Vậy là cái cây cọ này quả vẫn chưa ăn được các bác ạ. Để lần sau em kiếm cái cây nào em ăn được thì em sẽ review cho các bác tiếp nhá. Đại ca à, thế này nó là ba lứa đi chứ, và hai con nhỏ mới mấy con to. Thôi cứ nuôi thời gian nữa xong là xào lăn. Chứ bây giờ còn non lắm. Chọi cái gì? Chọi nồi cho nó nhanh. Một nửa con thì chắc là về thì cái con to này thôi, còn con nhỏ thì đem cho nhà kia. Được. Ây da, ui ui. Ui. Thế bây giờ có bà có nhận ra con nào là cái chó nhà Ba Biêu không? Ba Biêu trắng hơn đấy. Đấy con trắng này á? Con này á? Vừa đấy con trắng hơn. Chỉ nó có một đàn như thế này thì làm sao mà nó về nhà nó. Nó có mấy con này nó chơi cùng với nhau.
Đợt này nhìn nó bắt đầu lớn lớn, nó nhàng nhàng ra rồi, chứ đợt trước nhìn ấy, con kia tai vảnh nha. Thế con kia à. Nhưng mà đừng có con nào cắn trộm là được. Đó. Con nào giống giống con chun. Đấy, mình nhìn có con giống con chun à. Con đấy con chun mới được mà. À. Đầu nó mõm nó ngắn ngắn. Đấy nó, bây giờ này nó rít hai con này sơ xác đây. Một đàn con. Ôi giời, nó bú chung tất cả luôn. Đấy, một đàn có cháu con lóc nhóc lóc nhóc lóc nhóc. Và con lợn thôi, càng được thì càng hiệu quả thì là sao, người ta càng gọi làm nghề nó phải thế. Bật dịch của con trọng chính là tiêu. Thế không? Đúc lòng đúc rồi đấy còn Ừ. Nhìn em cún lúc này ngủ rất là ngon. Đấy. No sữa. No sữa rồi là tìm chỗ ngủ. Đấy. Vậy là quy trình chia đã hoàn tất. Bây giờ là tiếp tục chuẩn bị đi về. Sau khi con lợn được chia ra nhé. Có 200 Nam ở 15.000 Sau khi tất cả các phần được chia hoàn tất thì em xin phép dừng video tại đây và đem về để chia cho mỗi gia đình một ít. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Trường Thịnh.